Cơn lũ đi qua đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề đối với người dân các huyện vùng núi Hà Tĩnh, khiến đời sống của bà con vốn khó khăn nay lại càng vất vả hơn. Trong lúc thiên tai hoạn nạn, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã khẩn trương có mặt giúp đỡ nhân dân các vùng rốn lũ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Hơn bao giờ hết, tình quân dân gắn bó keo sơn lại được phát huy trong những ngày mưa lũ này. Cơn lũ bất ngờ đổ về đã khiến ngôi nhà của bà Hoàng Thị Liên ở xã Điển Mỹ, huyện Hương Khê bị ngập sâu trên 2 mét. Toàn bộ tài sản trong nhà đều bị ướt, gà vịt cũng bị nước lũ cuốn trôi. Tuổi đã già, con cái lại ở xa, nên một mình bà Liên không thể dọn dẹp nhà cửa sau lũ. Sáng hôm nay, lực lượng bộ đội đã hỗ trợ giúp bà lau dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, khiến bà rất xúc động. Bán có sự giúp đỡ của quân đội để bán có thể giúp dọn dẹp chứ được cả. Máy mạnh là đang có sự giúp đỡ của nhân được về giúp đỡ cho ba. Thì ba rất mừng, ba rất xúc động. Cảm ơn các chú bộ đội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ về các vùng rốn lũ để giúp dân. Ngay khi có mặt, các chiến sĩ đã phải chạy đua với thời gian để cùng bà con tìm kiếm, vớt vát những tài sản còn sót lại, đồng thời giúp người dân thu dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa và tiếp tế lương thực, nước uống cho các hộ dân. Bộ đội với trách nhiệm là người con của nhân dân, do đó khi về với nhân dân thì làm việc hết trách nhiệm của mình và coi những việc làm giúp đỡ bà con dân như là việc của gia đình mình. Do đó nhân dân rất cảm động và cũng ghi nhận những cái công lao, những cái kết quả. Lực lượng quân khu 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bộ Công an đã chia nhiều tổ hỗ trợ các gia đình neo đơn, gia đình liệt sĩ bị thiệt hại sau mưa lũ, đồng thời tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi, thăm hỏi, động viên những gia đình có người tử vong do mưa lũ. Lực lượng của quân khu, rồi của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lực lượng công an tỉnh cũng như là tiểu đoàn cơ động của Bộ Công an đã về giúp cho huyện. Thì trong mấy ngày này thì các lực lượng đã tập trung dọn dẹp, nhất trước hết là ưu tiên công sở, trụ sở ủy ban, rồi trạm y tế, trường học. Và đến hôm nay thì còn hai xã đang ngập sâu, đó là Hà Linh và Điền Mỹ, thì cả hệ thống chính trị đang tập trung về hai địa phương này để dọn dẹp. Sau lũ, người dân Hà Tĩnh mất đi nhiều thứ, nhưng bà con vẫn luôn cảm thấy ấm lòng bởi những tình cảm mà các chiến sĩ mang lại. Trong thiên tai, lũ dữ, tình đồng chí, nghĩa đồng bào càng thắt chặt, gắn bó hơn bao giờ hết.